hồi đó trời ơi mê dữ lắm, đi đi mua tự bịch cơm của chú, đó mẹ bán cơm cái đầu xin tiền lẻ mua cơm lấy hình Vũ Linh treo để một một sắp gì nè, mê dữ trời. Còn nhỏ mê dữ lắm, thế hệ bây giờ thì nó mê nhạc nhiều hơn mình ngày xưa, mà mê dữ lắm. Chị có biết hát không chị? Hát gì? Hát bản gì? Biết hồi nãy hát bài. Rồi á. Bây giờ xúc động quá hát không có hay. Cái này tình cảm là chính. Mê vũ trời lắm. Nói chung thì chú Vũ Linh cái sự mến mộ của nó là nhiều. Đúng rồi, nghệ sĩ nào cũng mình cũng thích hết trơn á. Nhưng mà tại sao mình lướt lên cứ mình thấy nghệ sĩ khác chết cái mình ngậm ngùi chút xíu à. Cũng như mình ngậm ngùi, mình thương một chút xíu vậy thôi, rồi mình cũng lướt trang khác à. Nhưng mà riêng chú Vũ Linh là theo dõi suốt, không có thể nào mà ngừng được hết trơn. Cầm quá trời luôn. Chứ nói ngay nghệ sĩ nào em cũng thương hết trơn. Tại vì có nghệ sĩ thì mới có được nguyên cái tuồng để cho mình coi. Nhưng mà trong đó là tại chú Vũ Linh quá hay, quá xuất sắc, quá trời thần tượng rồi. Cũng như cái giọng hát của ổng là nó ăn sâu vô não mình này. Lúc mà nhỏ xíu là bắt là Vũ Linh mua cục băng bắt để mà nghe chú hát. Còn TV Trắng Đen thì mình phải chờ nguyên một tuần nó mới có cái ngày thứ bảy thì mình mới coi được cái luôn. Còn nhầm khi cái tuần có tuần không nữa, chứ không phải là tuần nào cũng coi được đâu. Bây giờ cũng coi à. Xưa tụi em xưa khổ đó, đâu phải muốn coi là coi, có điều kiện dữ lắm mới mua được cái TV. Mà anh biết không, phải đem ra ngoài xăng nữa kìa, chứ không phải trong nhà đâu. Đem ra ngoài xăng để cho ta coi nè. Mình là phải lội từ lúc 5-6 giờ chiều phải ăn cơm sớm, rồi lội đi trên đầu đất, xa lắm. Đây mọi người đang thắp nhang qua mộ của nghệ sĩ Thanh Vương Huệ, lưu niệm chiến dịch bà. Mọi người đang vẫn còn rất là đông luôn, chuẩn bị bạn hôm nay cuối tuần lên rất là đông luôn cả nhà.